Vui à? Phấn khởi à? Anh có bom hả? Thường cái là không. Anh cũng bốp tôi rồi, không lên chơi với em nhỉ? Ấy da. Anh 3 tháng rồi anh ạ. Anh 6 kg rồi đấy nhá. Nhá. Anh sọc lớn rồi đấy. Nhá. Nào, giơ hai tay bố. Hai tay bố. Kéo cửa lừa xẻ. Ông thợ nào khỏe thì về ăn cơm, ông thợ nào thua thì về bú tí mẹ. Anh bôm về bú tí mẹ rồi nha. Nhiều lắm. Tối nào bố cũng ru anh ngủ đấy. Tối nào tôi cũng ru anh ngủ đấy nha. Chỉ có tôi mới ru anh ngủ thôi đấy. Anh nhá. Vậy mẹ này con. Vậy mẹ.